Mến chào các bạn, Hiếu đang ngồi trên khoang nội thất của xe Everest đời 2020. Và xe này đã nâng cấp một số hạng mục về nội thất thôi, nhưng mà rất là sang, nó không phải quá tốn quá nhiều chi phí của khách hàng, mà nó thay đổi một cái diện mạo rất là nhiều trong cái khoang nội thất này. Thứ nhất là cái điểm nổi bật nhất đó là cái bộ ghế thì Hiếu may theo cái vùng jean và khách hàng chọn cái màu bò. Thay vì cái nội thất trước đây nó là màu đen thì bây giờ khách hàng chọn một cái màu bò, nhìn rất là sang ha. Và Hiếu may theo foam jean thôi chứ cũng không có phải là phá foam hay là tạo mẫu foam gì khác, bởi vì cái foam nó rõ ràng nó ôm được cái thân và khách hàng ngồi cũng rất là thoải mái, cho nên là khách hàng không có nhu cầu là thay đổi hoặc là tạo một cái foam khác. Tuy nhiên là ngồi qua 5 tháng thì cái phần mút nó cũng hơi bị là nó bị dạt ra hoặc nó hơi bị xẹp xuống đấy, thì Hiếu bắt đầu mới là tạo cái mút để căng lại, để trả về cái hình dạng ban đầu của các bạn ha, để cho những cái múi nè nó căng phồng lên, nó rất là đẹp. Và Hiếu may theo cái foam jean có những cái múi ngang như thế này và những nhấn nhá một số chi tiết là Hiếu đục lỗ ha, Hiếu đục lỗ hai bên cái vai đó, hai bên cái phần vai rất là đẹp đó. Rồi nắp con ngựa thì Hiếu cũng bọc luôn, nó bọc luôn các bạn đó, nhìn cũng khá là đẹp. Và cái tắp bi cửa luôn đó, tắp bi cửa thì Hiếu cũng cho may đường hai kim dằn xéo xéo hiệu ứng. Và cái chỗ gác tay này, cái gác tay này thì mình phải làm thật là mềm để khi mà mình tì cái tay lên đó các bạn thì nó không có bị đau ha, không có cảm giác là nó sẽ dễ chịu hơn. Và ở phía trước á thì cái vô lăng này trước khi Hiếu làm á thì nó cũng là cái da nó bị sờn rồi, nó bị bay hết màu và nó giống như nó bị mòn. Chúng ta lái á, chúng ta cầm lái hoài mà cái tay của chúng ta có những cái mồ hôi á các bạn, nó mặn á, nó có hơi muối á, thì nó làm cái da này nó rất là dễ bị lão hóa hơn. So với cái ngồi á thì cái phần mà lão hóa của cái vô lăng này lúc nào nó cũng nhanh hơn là những cái vị trí ghế mà chúng ta ngồi ha. Rồi phần ở trước á thì Hiếu trang bị như thế này đó. Rồi ở phía dưới á các bạn thì Hiếu làm cho bộ sàn 6D mà lót kiểu 360 luôn đó, các bạn thấy lót từ trước là sau. Và ở trên nó thì Hiếu làm cái rối màu nâu đen ha. Còn cái sàn á thì Hiếu cũng chọn cái màu bò để cho nó gần giống với cái màu da ha. Rồi cái ở trên á là cái lớp rối như vậy nó. Cái phần trước thì các bạn thấy như thế này, thì Hiếu mời các bạn chúng ta bước ra cái phần sau để xem Hiếu bọc và cách phối màu ở cái phần sau luôn các bạn nha, băng 2 và băng 3 luôn. Đó, và vừa rồi là Hiếu muốn chia sẻ với các bạn về phần bọc nội thất cho dòng xe Everest. Và quý khách hàng nào chúng ta đi qua 5 tháng mà cái da, cái nội thất của chúng ta xuống cấp và bị xẹp rồi, mà chúng ta muốn nâng cấp những cái cho cái xe mình nó mới mẻ hơn, nó nhìn nó sang hơn, thì hãy liên hệ với trung tâm Mika. Ở đây thì Hiếu có rất là nhiều màu, từ cái giả da tức là simili, cho tới là da công nghiệp, cho tới da nách ba và cao cấp nhất là da bò. Quý khách hàng có thể đến tham khảo da và xem những cái mẫu da tại địa chỉ 246 đường Trần Phú, phường 9, quận 5. Ở đây là cái trụ sở chính của Vika Auto. Ở đây các chuyên viên tư vấn sẽ hỗ trợ cho quý khách hàng chúng ta chọn cái màu da như thế nào là ưng ý nhất để phù hợp cho dòng xe của mình.